Mời bạn nữ. Mời mẹ em. Em chào anh. Chào em. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em là Thân Trọng Vũ và em sinh năm 1987. Quê em ở thành phố Buôn Mê Thuột. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại quận 12. Em làm bên kinh doanh của một công ty về thức ăn nhanh. Coi như là phòng kinh doanh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mời em gái giới thiệu. Em xin được trân trọng giới thiệu, em tên là Phạm Thị Như Ái. Năm nay em tròn 29 tuổi. Gia đình của em hiện tại đang sinh sống tại Bình Thuận, nhưng mà em cùng sống cùng với em trai của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng với bộ phận là nhân viên tư vấn chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh thoát vị ở đệm và thoái hóa cuộc sống của nhà thuốc gia truyền Đông y Trần Vượng tại Củ Chi. Nãy giờ chưa tưởng em giới thiệu nghề nghiệp em là MC chứ. Dạ. Nói càng dài làm thoát vị. Điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị, là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, năng động và tự tin, là mẫu người của gia đình. Đối với em, gia đình là trên hết. Em thích nấu ăn, em thích chăm trẻ. Em rất là có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh. Bởi vì là trước đây đó chị, em đã từng chăm và nuôi đẻ cho chị gái của mình 3 lần. Giỏi vậy ta. Dạ, cho nên trong công việc thì em là một người rất là nhiệt tình và năng nổ. Đối với em đã làm là làm đến chốn. Thân thiện và vui vẻ với mọi người và rất là dễ làm quen. Còn về cái khuyết điểm của em chính là em thích du lịch. Nhưng mà em lại say xe, vì đó làm cho em có thể là rất là bất tiện trong những cái chuyến dã ngoại đi chơi xa với lại người thân và bạn bè. Nhưng mà em có thể uống thuốc. Dạ. Còn một cái khuyết điểm nữa là em cảm thấy mình là một người rất là thẳng thắn. Chính vì thẳng thắn cho nên là có cái chuyện gì đó là em không giữ trong lòng được, là em sẽ nói ra ngay. Dạ. Thế thì cũng không vấn đề gì. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em thì em thẳng thắn, biết nấu ăn, chăm lo cho và luôn luôn nghĩ về gia đình. Thì em là một mẫu người đàn ông của gia đình. Em là một người cũng khá là vui tính. Thì về cái tật xấu thì cũng hơi chậm. Ví dụ như có thể là bắt đầu một cái công việc mới thì em sẽ là làm việc chậm hơn bình thường. Nhưng mà khi mà em đã làm quen một công việc đó thì em tự tin mình làm rất là nhanh. Thì không nó sao? Cũng là vậy anh không chậm đúng không? Cái anh trước mới chậm. Em là cái thứ hai nữa là em cũng cảm thấy là mình chậm. Tại vì bằng tuổi em thì con cái đồ đông hết rồi mà em cũng đi sau vài bước. Em có mấy mối tình rồi Vũ? Em có 2 mối tình. Tại sao mình phải lại chia tay? Do cái khắc tuổi, mệnh. Em hợp với tuổi gì? 91 nè, 89. Nơi hợp với tuổi em đó anh. Em tính mấy? Dạ em 89. Rồi vô, khỏi nói nữa. Để yêu nhau 2-3 năm mà nó không hợp tuổi. Anh lo là lo cái đó đó. Bây giờ hợp rồi thì chắc chắn là phải giữ nha. Dạ. Cái tình trường của em sao? Tính ra thì em có một mối tình chính thức và 2 mối tình kiểu say nắng chị. Đến năm 2015 thì em lần đầu tiên quen chính thức là em 25 tuổi. Thì cũng có tìm hiểu, tại vì cùng quê chị gần nhà. Quen một thời gian thì cái không hợp đó chính là yêu xa, không cảm thông, không có chia sẻ được với nhau, khác quan điểm. Mà em cảm thấy chuyện tình yêu của em á chị, nó không có giống như những gì em mong muốn. Em chưa có một sự tỏ tình lãng mạn như em mong. Giống như là mình quen, mình thích thì mình đi chơi rồi xong rồi đường ai nấy đi. Giống như cái kiểu là sáng thì nắng, còn chiều lại thì coi như là tắt đèn luôn vậy chị. Nghe em gái tâm sự mà thấy thương. Nói chung quá. Là em cần một cái gì đó nó khác, một cái tình yêu cho nó lãng mạn một chút. Rồi thôi bây giờ bỏ qua chuyện buồn đi. Bây giờ mình nói cái chuyện mới đây đi ha. Em gái cần tìm một người yêu như thế nào? Em rất là nghiêm túc và em mong muốn sao tìm được một người có thể hiểu em, có thể thương em và có thể là chăm lo cho gia đình của mình. Chỉ cần là có một cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, có một khuôn mặt hiền lành phúc hậu và có một nụ cười tỏa sáng như em là được. Điều gì em không thích người đàn trai? Dạ, chịu lừa dối, không biết quan tâm tới gia đình. Em không thích người đàn ông cọc cằn nóng tính. Em trai, em có cọc cằn nóng tính không? Em toàn bị người ta ăn hiếp thôi chứ em không chưa nóng được với ai chị ơi. Dạ. Nãy giờ bạn gái yêu cầu vậy em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hầu hết là em cũng đáp ứng được. Vậy là tốt. Mẫu người bạn gái em cần tìm là như thế nào? Còn em, mẫu người bạn gái của em đó. Thì em mong là một người phụ nữ của gia đình. Em nghe bạn Ái bên đấy nói thì bạn đó cũng biết chăm con. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Được rồi. Nhưng cũng đừng vì cái điều mà phụ nữ biết chăm sóc con cái mà mình không chăm sóc phụ nha. Đàn ông mình bây giờ cũng phải chăm sóc phụ con cái, chia sẻ với phụ nữ ha. Dạ. Yeah. Rồi, thì vậy tốt rồi đó. Rồi em chào chị. Chào em. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Chắc là
hút thuốc, đánh bài, là đua xe hay là những vấn đề đấy. Em nói mấy cái của đàn ông không vậy? Người phụ nữ nào mà có nhiêu đó chắc đuối luôn. Tại vì cái đấy là em không thích thật. Ừ, dạ. Không ai thích hết trơn mà cũng không ai có đâu sợ. Rồi bây giờ chị hỏi em nè, là mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Thì em cũng có chuẩn bị, nhưng mà nói thì hiện tại thì cũng chưa có nhà ở trong này. Nhưng mà em quyết định là lập nghiệp trong này thì chắc cũng sẽ có trong một thời gian ngắn thôi. Bao lâu nữa thì mình có thể tính tới chuyện đám cưới được? 6 tháng hay 1 năm nó không thành vấn đề. Thì cũng cần là sớm sớm chút. Dạ đúng rồi. Mọi thứ chị thấy chuẩn là ok hết rồi. Vấn đề làm sao em thuyết phục được bạn gái. Chứ chị thấy hay, bạn gái này rất phù hợp với tiêu chí của em luôn. Dạ. Cố gắng lên nha, tự tin, bản lĩnh. Dạ, quyết chiến quyết thắng. Em cảm ơn chị. Được. Để em qua tham khảo thăm bạn gái rồi sao nha. Dễ được. Anh hỏi giúp em. Chào anh Linh. Ừ, chào em gái. Dạ. Chị thương ha. Em trai bên của anh á, theo anh đoán được là đây chàng trai rất là vững chãi ha, rất là chân thành nữa, và cũng biết lo cho gia đình. Còn em nãy giờ em nghe nói thì em cảm giác anh như thế nào? Cũng phù hợp với mẫu người của em, cũng khoảng 60%. 60% hả? Dạ. Được rồi, em nãy em nói ở Bình Thuận phải không? Dạ, em ở Bình Thuận á. Bình Thuận thì đi vòng qua chỗ Buôn Mê Thuột thì cũng xa lắm. Dạ, em chưa đi lần nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng có cái đường đi đẹp lắm. Vậy hả anh? Em thấy cũng hơi xa. Không, được. Anh ơi, anh ơi. Ơi em muốn là tương lai sống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh nghĩ làm sao? Sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ra ngoài rì rì sự ở đó nó đỡ kẹt xe hơn em. Dạ. Tại lúc nãy em có giới thiệu là em hay say xe á, cho nên đó là em rất là ngại mà mình đi tới đi lui xa xôi. Nhưng mà đối với em, nếu mà mình có duyên á, khi mà bấm nút rồi á, mà có duyên tiến tới nữa thì anh ở đâu em sẽ ở đó. Hay quá. Biết nói dễ sợ vậy. Không, nãy giờ em nói chuyện anh thấy rất là hay đó. Anh chấm em rồi đó. Dạ. Được. Mạch lạc ha. Mạch lạc. Bên đàn gái ok. Đàn gái chuẩn lắm á, nhà trai cố lên nha. Được rồi. Rồi bây giờ mình đi với ai không nè, để ý kiến của người thân. Hôm nay thì em đi với những trợ lý xinh đẹp của em, cũng FA luôn chị. Một người góp mặt hôm nay em xin trân trọng, đó là anh Trần Cường, chính là sếp của em. Rồi. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường và các anh chị trong trường quay. Xin nhận xét người bạn trai bên này thì rất là cao ráo và dễ nhìn. Đó, và nhân viên kinh doanh, cho nên là cũng rất là phù hợp với phong cách của Như Ái bên kia. Nhận xét về Như Ái trong công việc thì Như Ái rất là một người rất năng nổ, nhiệt huyết, đã làm công việc gì thì làm từ A đến Z, làm cho tới nơi đến chốn. Anh thấy bên này là rất ok, đúng tiêu chí mà em đặt ra. Nhưng mà sếp phải tạo điều kiện cho những lúc mà hẹn hò chứ, được không? Ok, đấy là trách nhiệm của sếp phải hỗ trợ cho làm sao Như Ái có một cái mái ấm. Đúng rồi, cảm ơn sếp. Trai đi với ai? Hiện tại thì em đang đi với lại giám đốc của công ty. Bên cạnh là em trai, em ruột của em. Rồi, rồi mời sếp trước đi ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Vũ với lại là em Ái. Ở góc độ của cá nhân anh, cho anh chia sẻ với Vũ một chút xíu. Ở chỗ bạn Ái thì nói về ngoại hình thì rất là tốt rồi, rất là đẹp, rất là xinh. Tính cách, cá tính, mạnh mẽ, đó là một người đáng để làm vợ đấy. Còn ở góc độ của Vũ thì một người con trai rất là khéo, nói khéo như tài lẻ lắm đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong công việc thì rất là kiên định, chịu khó, cũng đáng là người để làm chồng. Nên là anh mong hai em cố gắng. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ con sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, rồi. Anh có một cái để em nhận trước em ha. Dạ. Em gửi anh. Ừ rồi, cảm ơn em. Cái bao thơ đó là cái gì em, quà đó mình có thể xem được không? Dạ được chị. Anh cứ giải quyết từng phần quà của từng người một đi anh. Rồi, giải quyết quà từng người một kìa. Cái hoa này thì tự anh làm, nhưng mà tự anh cắm. Thì còn cái này là một sản phẩm công ty anh, thì anh cũng sẵn, tại vì anh kinh doanh anh bán này. Dạ. Thì anh gửi em. Em cảm ơn anh. Mà dạ. Sao mà em làm được cái giỏ hoa đẹp vậy? Dạ em em mua á chị ơi, nhưng mà nó rớt ra em cắm lại thôi. Em coi quà bạn gái kìa. Chào anh, người lạ ơi, qua chương trình bạn muốn hẹn hò nay em được gặp anh, phải chăng đó là chữ duyên?
người ta nói duyên là do người xếp đặt, phận là do người chọn. Em hy vọng chương trình sẽ mang lại điều kỳ diệu cho chúng ta ngày hôm nay. Em gửi tặng anh món quà làm kỷ niệm cho duyên gặp nhau này. Chúc anh và gia đình vui khỏe, hạnh phúc. Ái. Cô ấy chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp mặt ngày hôm nay đó. Vui quà luôn em. Anh có thể vui quà của anh á. Ồ. Cái gì vậy em? em tưởng con rắn. Không phải. Cái này là em tự chuẩn bị. Mở ra nó đậy lại. Em, anh có thể giúp em mở ra được không ạ? Nó là một cái hình đây là hai người. Anh có thể anh có thể mở cái nút ở dưới được không? Gì bố rố quá vậy, đẹp quá. Cái món quà này đó, anh nhìn vô anh thấy nếu mà mình nhìn bình thường thì nó chỉ là một cái món quà, một cái vòng tròn thủy tinh và chỉ có hai người rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình bật cái nút nhạc lên, nhạc vang lên và nó có nhiều màu sắc, nó thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống này nó có rất là nhiều màu sắc, nhiều cái cung bậc, cũng như có bốn mùa xuân hạ thu đông. Có thể liên tưởng tới bốn vị ngọt đắng cay bùi của cuộc sống này. Thì em hy vọng rằng nếu như mình có duyên với nhau thì em và anh sẽ cùng nhau trải qua, vượt qua tất cả những khó khăn để mình đến với bến bờ hạnh phúc và có một cái cuộc sống như những người khác mong đợi. Hay quá. Nhưng mà em tặng quà này không phải là nó ý nghĩa vậy mà anh bấm nút nha. Không phải, nếu như mình có duyên thì anh bấm nút, còn nếu không có duyên thì em nghĩ đó sẽ là một người bạn của anh. Khi mà anh buồn anh có thể bật nhạc, khi anh vui anh cũng có thể bật nhạc và tiếng nhạc sẽ làm cho anh cân bằng cuộc sống lại và anh sẽ vui hơn. Chính xác. Hiện tại vào lúc này thì anh cảm thấy là khi mà sau khi nhận được món quà và những lời của em thì anh cũng thật sự rất là vui rồi. Thì cũng cảm ơn em vì cái món quà này. Anh em mình muốn lên một cái chương trình như thế này thì cũng trải qua khá là một nhiều quãng thời gian. Ngoài đường thì cũng rất là đông. Có thể là anh em mình gặp nhau nhưng mà chưa chắc đã được ngồi lại và nói chuyện với nhau như thế này. Thì anh mong là nếu như mà đã có duyên như vậy thì anh em mình hãy cho nhau một cái cơ hội để biến là cái hình trái tim này nè, nó đúng nghĩa với nó luôn. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Thì hiện tại thì anh cũng có nhiều câu hỏi nhưng mà anh nghĩ là những gì nãy giờ anh nói chuyện với em á và anh nghe những lời của em nói thì anh nghĩ là như thế cũng là đủ để anh phải biết anh cần làm gì. Anh có thích làm những công việc từ thiện không? Anh cũng hay đi. Em nghĩ là mai mốt anh không cần đi xa đâu. Tại vì nhà thuốc của em á là vào những ngày cuối tuần, anh thứ bảy chủ nhật á là bên em thường tổ chức những buổi đắp thuốc từ thiện, bấm nguyệt hoặc là chữa nắng chỉnh xương dành cho tất cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến đó điều trị thoát vị ở đệm và thoát cuộc sống. Anh có thể là chia sẻ công việc với em và có thể đến đó cùng với em giúp thầy của em được không? Anh sẵn sàng thôi. Hiện tại mẹ em ở dưới quê á. Nói chung là gia đình của em thì không có làm nông nhưng mà có buôn bán và lúc nào cũng tôn trọng cái sức lao động. Chính vì vậy là mặc dù lớn tuổi nhưng mà mẹ em vẫn làm công việc. Tới thời điểm này mẹ em rất là vất vả nấu món ăn để mà bán đồ ăn sáng. Nên là em rất là thương mẹ của em. Em hy vọng là em sẽ gặp được một người có thể hiểu em và chia sẻ em. Có nghĩa là sẽ thương mẹ của em. Cũng như là thương em thì phải thương những người thân của em. Thương mẹ của em như thương mẹ của anh có làm được không? Gia đình anh thì xuất phát là từ nghề nông. Bên anh từ nhỏ đã làm cà phê rồi. Nhưng có thể là nuôi 6 anh chị em đều học đại học và ra trường đều đi làm hết. Thì anh cũng xuất phát từ nghề nông và nên những cái vấn đề đấy thì anh nghĩ là nó khá là bình thường đối với anh. Mẹ em chỉ mong muốn sao cho những đứa con của mẹ em có cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng vui tươi là mẹ em đã vui rồi. Cho nên là em cần một người có thể hiểu và sống tình cảm như vậy đó. Đường đời á, em gặp rất là nhiều sự lựa chọn. Có đôi lần em sự lựa chọn sẽ sai lầm. Thì ngày hôm nay cũng là một sự lựa chọn nhưng mà sự lựa chọn lớn hơn. Thì anh nghĩ là anh cũng không phụ lòng em để mà làm em phải sai lầm trong cái lựa chọn này. Hay quá. Hôm nay tôi chứng kiến một câu chuyện này đầy cảm xúc đấy. Chúng tôi không nói nhiều nữa. Con tim các bạn sẽ mách bảo điều đó. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Cô gái ấy. Đây là một cặp đôi mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Anh nghĩ rằng chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả khó khăn, tất cả vất vả, tất cả giông bão trong cuộc sống. Hai bạn bấm nút mà tôi muốn khóc luôn đó. Thật sự nghe cuộc nói chuyện của hai bạn rất là xúc động. Thật tuyệt vời nha. Cố gắng nha. Anh mong chờ tin vui từ các bạn. Đây là chiếc vé xem cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.
gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu Couple TX gửi tặng hai bạn. Đây là chiếc TV 50 inch UBC TV, TV LED công nghệ Nhật Bản sẽ nằm trong ngôi nhà các bạn. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau, hãy hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Ở đây biết bao nhiêu người đã hôn nhau rồi. Hôn đi anh. Khó vậy. Hôn thì khó. Em với anh Vũ cảm ơn chương trình và anh Quyền Linh cho các tường nhiều nha. Cố gắng. Hạnh phúc các bạn nha. Tiến đến hôn nhân, cưới nhau, yêu thương nhau và chăm sóc cho hai mẹ nha. Em tên là Nguyễn Nhật, em sinh năm 1993 ở đường 6. Em là người của kênh là Phạm Thúc Năng. Minh Nhật Kiếm Phan, Thùng ơi, em ra ngoài nói giùm chị đang đáp mà. Nhưng mà giới thiệu họ và tên cho mọi người xin chuyển mọi người nhớ của mình nhé. Em tên là Nguyễn Nhật, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1993. Khoan, người hỏi cái nè, hớt tóc nam hả? Dạ, hớt tóc nam. Có tiệm hay làm sao? Dạ, tiệm nhà chị. Là tiệm em mở luôn, tiệm của em hay tiệm của ai? Dạ, tiệm của em, ở nhà của em. Tiệm tên gì á, hớt tóc tên gì? Tiệm hớt tóc hiện tại là tên Thanh. Tại vì cái bảng tiệm hớt tóc là của ông kia cho em. Ủa vậy à? Sao mà sửa lại tiệm hớt tóc? Mốt em được xây nhà lên, xong rồi nổi tiệm, nổi cái bảng mới. Là nhà em này kia là hồi giờ ở Sài Gòn luôn đúng không? Dạ, ở quận 6 thì. Quận 6 luôn. Rồi kiểm định khi nào xây nhà? Dạ, chắc có khoảng 1-2 tháng là đập cái nhà cũ rồi là xây nhà mới. 1-2 tháng là xây nhà mới. Cái nhà cũ của em là hợp tóc mà người chính của em là đi theo ba má, học ba má xây nhà, của bán nhà. Trời ơi, phải giới thiệu cái nhà chính chứ. Dạ. Cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Dạ, thu nhập em là dưới 5 triệu mà. Cái gì? Dưới 5 triệu á? Dưới 5 triệu tháng. Nhưng mà cũng có khả năng lo cho bạn gái. Thì ba má hỗ trợ. Ba má hỗ trợ tháng nhiêu nữa? Ba má hỗ trợ là xin là ba má cho à. Xin là cho, cũng xin nhiêu là cho nhiêu hả? Dạ. Thì em cũng chịu làm lắm. Chịu làm? Em cũng không có công phí hay là tiêu xài gì. Giờ nói má cho con 10 triệu đi chơi bạn gái không? Dạ xin chắc là nếu mà hợp lý thì cho. 10 triệu đi. Đi du lịch cho. Xin là cho tham gia chương trình có ba má đi theo không? Có ba đi theo. Có ba đi theo đúng không? Rồi. Mà định hướng tương lai mình phải làm lấy được cái nghề của ba má rồi sau này mình còn kiếm tiền ba má già lớn tuổi rồi không làm thì mình phải làm. Dạ em có đi học bên theo ba má không? Đang học rồi đúng không? Dạ. Là mua bán đất rồi gì? Mua bán nhà đất á, kiểu như là mua nhà cũ rồi xong rồi xây nhà mới hoặc mua đất xây nhà. Nhà mình là có mấy anh em? Dạ có hai chị em. Hai chị em mình là Út. Dạ em Út. Chị em có chồng rồi ở riêng. Coi như là rồi. Nhưng mà mình nói ra để thứ nhất là bạn gái bên kia người ta nghe, ta cũng biết là anh này tuy là gia đình khá giả mà cũng có định hướng tương lai và mong muốn đầu này kia sự nghiệp nha. Dạ em chịu làm. Chịu làm không? Chịu làm. Chịu làm sau tháng không có 5 triệu gì không? Tại lo ở nhà đi cũng ba má rồi. Vậy cơ thì hết tóc quá nhẹ. Nhưng mà chưa có lo lắm nhiều. Nhưng mà bây giờ mà anh lấy vợ ấy, thì anh sẽ có một cái định hướng như thế nào để mà phát triển kinh tế của hai vợ chồng? Dạ chắc làm theo nghề của ba má. Làm luôn theo nghề của ba má nhé. Dạ. Xong rồi, chứ xong rồi kinh về kinh tế sao? Chẳng hạn lúc đấy mình lại có kinh tế chúng ta chắc phải phát triển hơn rồi. Đấy, kiểu như phải chịu làm hơn. Nhưng mình sẽ tách riêng ra không hay là như thế nào? Thì cũng có ba má hỗ trợ luôn, chứ không tách riêng ra. Nhưng mà ví dụ cô gái lấy anh về thì mình sẽ ở chung hay ở riêng hay như thế nào? Dạ ở chung có riêng cũng được, tại em cũng có nhà riêng. Có nhà riêng cũng có nhà chung. À là bây giờ anh này không ở cùng với bố mẹ? Hiện tại em ở với ba má em. Dạ, nhưng mà có vợ thì ở riêng cũng được. Là mình có nhà riêng chưa? Dạ có nhà riêng. Ở đâu ạ? Dạ cũng quận 6 luôn, không có phường 10 luôn. Quận 6 là tùy cho bạn gái. Dạ. Rồi bây giờ là Nhật chia sẻ cho chị một xíu đi về bản thân em coi nè. Điểm mạnh đi, biết cái tính cách nổi bật của em coi. Điểm mạnh của em là chịu làm, chịu chuộng em gái. Cái này chịu chuộng sao kể chị nghe coi. Như cũng biết chăm sóc, cũng biết lo lắng cho bạn gái. Cũng là chịu chuộng em. Chiều cỡ nào? Tặng quà hay là đi chơi, du lịch gì đó. Mới quen đó anh ơi, tặng cho em chiếc dây
kỹ cái đồ được không? Cỡ đó được không? Được luôn. Trời ơi. Chứ mà có học lý nhưng mà tiến tới hôn nhân được thì tặng được. Để tìm hiểu coi sao. Còn điểm yếu của em là hiền. Với lại không thích bạn bè mà giỡn nhây. Không thích. Không thích hả? Dạ, giỡn nhây cũng không thích. Hồi giờ đứa nào giỡn nhây với em à? Có ít lắm. Tại biết tính em không thích giỡn. Rồi tình trường của em sao rồi ạ? Có hai mối tình. Mối tình là học sinh, năm lúc 16 tuổi với lại mối tình 26 tuổi. Quen cũng được 5 năm rưỡi. Mà tại vì lúc đó còn nhỏ quá, chưa có nghĩ tới chuyện lập gia đình á. Nên bạn gái em đi lập gia đình với người khác. Bây giờ mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Là mà em độc thân bao lâu rồi? Em độc thân mới 3 năm rồi. Lúc mà quen bạn gái em 6 tuổi á. Ba năm đó thì ba mẹ em có làm mai trai không? Cũng có làm mai mà kiểu như là ở xa quá. Ở đâu? Có ở dưới Bình Dương được. Xa quá nên không có qua lại hay đi chơi quen nhau được. Còn đó thì bạn gái mình 6 tuổi thì gần bên Tân Phú. Rồi gần vậy rồi sao? Quen nhau rồi cũng quen như là trai gái mà chứ chưa biết chuyện lập gia đình. Cái bạn gái mới đi lập gia đình với người khác. Sao kỳ vậy? Là do em đúng không? Dạ, do em chứ em còn nhỏ quá. Còn nhỏ. Cô gái đấy, cô có nhà ý lập gia đình anh từ chối hay sao? Dạ đúng rồi, nó nhỏ từ chối. Có ý lập gia đình với em nhưng mà từ chối. Tại lúc đó chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Còn nhỏ quá. Bây giờ mới làm nghĩ tới. Thế cái cuộc tình đấy thì yêu đương đến đây em đẹp chứ ha? Dạ đẹp lắm. Em đẹp. Nhưng mà... Được 5 tuổi nhưng mà sao mà ghét đi lập gia đình người khác. Tại em gái em có ý định là lập gia đình để sinh con. Mà lúc đó còn nhỏ quá chưa đi đến, nên từ chối. Chứ sao mà mình có tiếc nuối, chia tay xong rồi thôi hay sao? Dạ có tiếc nuối, cũng tiếc nuối, dạ mới nhớ, mới nghĩ tới. Chị gặp gia đình cũng tiếc nuối. Nhưng mà đó em đồng ý là dạ chắc cũng có vợ này. Rồi. Nó còn nhỏ quá. Bây giờ Nhật mong muốn bạn gái sao em? Bạn gái thì tính tình bình dân thôi, bình thường thôi chứ không có nở cao. Cái lại chủ động một tí. Cái gì hả? Dạ, bình dân, tính tình bình dân là được. Ngoại hình tuổi tác sao nè? Dạ, bằng tuổi em còn nhỏ hơn. Mà hoặc nhỏ hơn bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn chắc khoảng 3-4 tuổi thôi. Rồi, bạn gái em không muốn bạn gái là chưa kết hôn á. Chưa thật kết hôn. Dạ, chưa thật kết hôn. Được. Tiếp đi em. Dạ thì đơn giản bình dân là em thích à. Em cũng bình dân. Dựng tóc xăm mình rồi được không? Tóc tu thì bây giờ nghệ thuật cũng được nhưng mà ít thôi. Tóc tu ít đúng không? À. Dựng tóc cũng được, đi tết rồi đi chơi lãi lọc là dạ mình được. Chứ đừng có đô đầu quá em cũng thích. Cái thích bình dân à. Rồi còn ở đâu thì được em? Dạ gần nhà em thì phần sáu rồi gần mới được cái sao á sợ sao không rồi đâu trong phần sáu thôi gần cứ ở đây cũng được là ở đây chạy lên cũng gần rồi chạy lên từ nhà chạy lên nửa tiếng rồi nhưng mà trong cái phạm vi bán kính là chạy nửa tiếng từ Sài Gòn á Sài Gòn gần Sài Gòn thôi chứ đừng có xa quá trong Sài Gòn là đường nghe ông ơi chứ còn bây giờ gần quận sáu không thì hơi kẹt nha rồi ưu tiên cái quận sáu đi đó mà không có đâu rồi có điểm còn gì nữa không tuổi rồi nói rồi có công việc bạn gái thì yêu cầu gì không? Dạ không có cùng nghề. Không thích làm cùng nghề. Dạ. Lý do? Tại vì em có nghề tóc lại nên cũng không thích bạn gái có cùng nghề. Chứ em thích bạn gái làm gì? Có nghề khác cũng được, cũng như là may là nghề khác cũng được. Có nghề may rồi này kia vẫn được dạ. Không? Rồi có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Không thích bạn gái thì em không thích chơi dẫn dây rồi chứ không gì. Thấy em hiền. Rồi, ai có hình mẫu là giống ai không? Hình mẫu em hả? Dạ, không có. Trong đây tôi thấy ông đi cái gì đây nè? Hoàng... Thì ca sĩ em thích đó. Hoàng Thục Linh hay là Hoàng Thùy Linh? Hoàng Thục Linh. Thục Linh hả? Dạ, ca sĩ em hát nhạc cô Lương Cô. À, sao thích cô này? Tại em hay nghe nhạc của cô đó. Rồi, Hoàng Thục Linh. Rồi, có ca hát rồi được không? Em ít hát rồi, không hát. Về tập luyện với chị coi. Dạ.
lên đó tỏ tình bạn gái rồi này kia. Hồi đó em có đi tầm giường cái massage, có đi lên tay quen cũng đứng hát, tay lỗ tay cũng chạy luôn. Đi đâu hồi đó, đi đâu massage thì? Đi tầm giường cái tầm giường mà kiểu như là chữa bệnh đó. À, chết, tôi tưởng ông đi massage chứ trời. Ông nói là sợ. Ông đi nằm giường rồi, ông massage rồi, bạn gái nghe hết rồi. À, à, xong đi quay cái lớp hát cái tài liệu tạo cũng chạy cái sau này tôi nhét cái lên cái nhà em rồi đó, đi làm đi massage nó dùng trị bệnh à, em vô trị bệnh đó hả? Dạ, đi với ngoại à, đi trị bệnh, đi dạ. Massage trị bệnh đúng không? Dùng trị bệnh đó. Ừ. Kệ hát đại đi, tay vỗ tay là được rồi đó. Dạ. Mà sau này lớn lên ngại lắm. Lên đó hát luôn. Dạ. Được cái là chuẩn bị mâm quả rồi này kia lên đi cưới vợ, cưới vợ về luôn đi. Dạ. Má không chợ, má cũng nhiệt tình lắm. Chuẩn bị mâm quả rồi lên đó coi như là cưới vợ luôn. Dạ. Nha. Dạ. Rồi ca hát rồi thể hiện rồi này kia lên đó phải mạnh dạn dạn dĩ lên nha. Dạ. Ừ. Rồi còn yêu cầu gì nữa không nhỉ? Dạ không. Em là chỉ cắt tóc nam thôi hả? Cắt tóc nam. Hồi đó không có tóc nữ nhưng mà không làm. Làm tóc tan không. Vậy hả? Dạ. Rồi. Ok, cảm ơn Nhật ha. Dạ. Nói chung là chị thấy là cũng chia sẻ rất là tự nhiên rồi đó. Và quan trọng có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho em biết nha. Dạ. Mà tham gia chương trình rồi về cái phần chuẩn bị và giấy tờ nè. Quà tặng bạn gái con nghiên cứu làm sao. Đi hỏi vợ còn cái gì chuẩn bị cho chị á. Dạ, dạ. Má má đi coi chương trình lắm. Đi cũng đi tập coi. À. Coi nhiều lắm. Ừ, đó, người ta lên, người ta muốn đi hỏi vợ, kiếm vợ thì phải chuẩn bị xính lễ, sao chuẩn bị cho chị luôn nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn anh Nhật. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị.